Xin kính chào bà con cô bác xa gần. Hôm nay tôi xin gửi đến bà con cô bác bài viết của Mũ Nâu Trần Tấn Động, Liên đoàn 2 biệt động quân với mùa hè đỏ lửa tại vùng 2. Tưởng nhớ cố trung tá Nguyễn Văn Tốt, cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 35 và 22 biệt động quân, cùng các quân nhân của biệt động quân và các đơn vị bạn đã bỏ mình tại Chu Bao. 40 năm đã qua, thời gian thật quá dài để ôn nhớ về đời lính và cuộc chiến. Đầu năm 1972, Cộng sản Bắc Việt đồng loạt tấn công vào các cứ điểm trên khắp bốn vùng chiến thuật. Vùng 1, địch vỡ mặt trận Đông Hà, Quảng Trị. Vùng 3, mặt trận An Lộc, Bình Long. Và vùng 2, cột sóng cao nguyên Trung Phần, mặt trận B3 cùng các sư đoàn Cộng sản trực thuộc. Chúng đã cho quân áp sát, pháo kích và tấn công các căn cứ biệt động quân biên phòng Đắc Sang, Đắc Pét, Ben Hét, Pole Klen. Chu Pao ai oán hận trong gió, mỗi chiếc khăn tang một tấc đường. Tháng 4, 1972, áp lực đè nặng vùng Bắc Công Tâm. Các cuộc tấn công cấp trung đoàn, sư đoàn bắt đầu cùng sự xuất hiện các chiến xa địch trong vùng. Tiểu đoàn 23 biệt động quân quần thảo với địch suốt 7 ngày đêm ở mặt trận Đông Bắc, phá vỡ căn cứ hậu cần và đường vận chuyển tiếp liệu của địch từ các mật khu Ba Tơ, An Lão. Tiểu đoàn 11 nhảy dù bị vây hãm, pháo kích và tấn công tại căn cứ Trạc Ly ở mặt trận Tây Bắc. Cựu đại tá Nguyễn Đình Bảo đã tự thụ và ở lại với núi rừng Tây Nguyên. Đại tá Lê Đức Đạt và toàn bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn 22 bộ binh bị tan vỡ ở mặt trận Đắc Tô Tân Cảnh. Căn cứ biên phòng Pole Klen ở phía Tây bị địch tràn ngập. Tiểu đoàn 62 biệt động quân buộc phải di tản, để lại vị tiểu đoàn trưởng, cố thiếu tá Bộ Chuyển đã hy sinh. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2 quyết định hoán chuyển và bổ sung đơn vị hầu giữ vững Công Tâm và Tây Nguyên. Đại tá Trần Quốc Lịch và lữ đoàn 2 dù được lệnh tổng tham mưu điều động rời Công Tâm. Đại tá Lý Tòng Bá cùng sư đoàn 23 bộ binh trừ di chuyển từ Ban Mê Thuộc hoán đổi nhiệm vụ trấn thủ Công Tâm. Liên đoàn 6 biệt động quân gồm tiểu đoàn 34, 35, 51 biệt động quân cũng được chuyển về Pleiku đặt dưới quyền điều động của Bộ Chỉ huy biệt động quân quân khu 2. Tháng 5 năm 72, địch chiếm dãy núi Chu Phao và các cao điểm chiến lược, cắt đứt quốc lộ 14, con đường huyết mạch để tiếp tế và tăng viện Công Tâm. Liên đoàn 2 biệt động quân trừ gồm tiểu đoàn 11 và 22 biệt động quân được công vận về Pleiku. Tiểu đoàn 23 biệt động quân được đưa về trước để bổ sung quân số và tái trang bị. Công Tâm hoàn toàn bị cô lập. Những chuyển đổi nhân sự cho phù hợp với tình hình chiến sự của các cấp chỉ huy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, tân tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2, thay thế trung tướng Ngô Du. Chuẩn tướng Trần Văn Hai, cựu chỉ huy trưởng biệt động quân, là tư lệnh phó quân đoàn 2. Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Cố vấn trưởng quân đoàn 2, cựu trung tá không quân Hoa Kỳ John Bowen, tử nạn trực thăng trên bầu trời đêm Chu Phao khi từ Công Tâm trở về Pleiku. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 quyết định thanh toán cứ điểm Chu Phao và khai thông quốc lộ 14. Liên đoàn 2 biệt động quân được chỉ định thi hành là nỗ lực chính để giải tỏa Chu Phao. Ngày N cuối tháng 5, 1972, tại bãi trực thăng ở hậu cứ Bộ Chỉ huy Liên đoàn tại biển hồ Pleiku, cuộc họp chấp nhóm của các đơn vị trưởng tham dự hành quân gồm Trung tá Trung Thanh Tòng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 2 biệt động quân, Thiếu tá Lê Đắc Thời, Liên đoàn phó Liên đoàn 2 biệt động quân, Thiếu tá Ngô Văn Mai, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 biệt động quân, Thiếu tá Nguyễn Văn Tốt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 biệt động quân, vừa đáo nhậm đơn vị tuần trước để thay thế cố thiếu tá Nguyễn Đình Ngọ,
cựu tiểu đoàn trưởng tử trận. Thiếu tá Ngọ, thiếu tá Nguyễn Công Bao, tiểu đoàn phó, và thiếu tá Trần Mừng, trưởng ban ba, tử trận gần căn cứ Non Nước tại mặt trận Tây Công Tâm. Thiếu tá Trịnh Thanh Xuân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 23 biệt động quân, các trung tá Búc, thiếu tá Bông và các sĩ quan không quân trong hợp đoàn, và tôi, sĩ quan ban ba liên đoàn, vì chưa kịp bổ sung trưởng ban. Nhìn vào bản đồ hành quân, Chu Phao là ngọn núi ở độ cao 1.059 m, nằm phía bắc Pleiku khoảng 30 cây số. Các căn cứ hỏa lực 40, 41, 41B, 42 trải dài trên quốc lộ 14 được thiết lập để yểm trợ và an ninh đoạn đường huyết mạch. Căn cứ 42 nằm chết về hướng đông nam Chu Phao. Một số buôn làng thượng nằm hướng nam bên trái quốc lộ, dọc theo con đường đất đỏ mà chúng tôi gọi là làng không tên, vì không có tên trên bản đồ. Con đường dẫn vào làng Pleiti, mà sau này Việt Cộng gọi là Bài Tăng Làng Te. Căn cứ hỏa lực có thiết giáp yểm trợ. Các chấm đỏ chung quanh đỉnh Chu Phao đánh dấu các vị trí phòng không và sân pháo, với sự hiện diện của Trung đoàn 95B Cộng sản Bắc Việt. Trung đoàn 95B của Cộng sản vốn là hậu thân của Trung đoàn 95 Việt Cộng, đã bị Liên đoàn 2 biệt động quân xóa sổ. Khoảng 8 giờ, khi các phi đoàn trực thăng từ phi trường Cù Hanh lần lượt đến bãi đáp, thiếu tá Tốt ra lệnh cho các đại đội tuần tự lên máy bay theo thứ tự đã được phân công. Vì tiểu đoàn 22 biệt động quân được lệnh đi đầu, chiếc CNC mang Trung tá Tổng, tôi và truyền tin cùng cố vấn Mỹ, thiếu tá Astrada trời bãi. Vần vũ trên bầu trời, Pleiku, từng cặp Sky Raider A-37, Cobra của Mỹ, gunship của ta bay lượn tiền oanh kích, dọn bãi đáp và yểm trợ cuộc đổ quân. Bom không quân, đạn pháo binh nổ dòn trên mục tiêu, cũng không làm tắt được tiếng phòng không của địch. Trong khi L-19 bao vùng, từng đoàn trực thăng Lạc Long, Sơn Dương, Trời Bãi, bốc theo những đơn vị biệt động quân. Khi pháo binh ngưng tác xạ, các phi tuần yểm trợ và L-19 bao vùng, cuộc đổ quân xuống Chu Phao bắt đầu trong tiếng pháo của địch vào bãi đáp, vốn là một truyền nối thoai thoải nằm về đông nam đỉnh núi. Vì trực thăng không thể xuống từng đoàn, nên từng 2-3 chiếc một lượt, thả từng tiểu đội một. Khi trực thăng chưa kịp đáp xuống mặt đất thì những người lính đã nhảy khỏi trực thăng xuống mặt đất, giặt xuống truyền đồi. Khi trực thăng cất cánh, họ mới tiến lên tìm vị trí an toàn phòng thủ và an ninh bãi đáp. Lần lượt, hai đại đội và bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn tiến chiếm các cao điểm, phòng không địch bớt dần. Trong khi sơn pháo và súng cối địch vẫn rơi đều trên bãi đáp, CNC của Trung tá Tổng theo dõi và chỉ huy cuộc đổ quân, đại đội 1 và ban chỉ huy tiểu đoàn vừa đổ xuống. Bình Minh, đại 30 gọi. Danh hiệu liên đoàn trưởng và thiếu tá Tốt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 biệt động quân. Tiếng âm thoại viên vang điều khẩn cấp. Chính bà tôi nghe đây. Tôi lên tiếng thay Trung tá Tổng. Đại bàng của tôi đi rồi, 30 đã đi rồi. Lặp lại đi. Tôi ngỡ ngàng trong giây lát và hỏi thật kỹ. Báo cáo, 30 đi rồi. Sau khi nghe tin thiếu tá Tốt đã hy sinh, Trung tá Tổng xúc động bàng hoàng, giọng khô cứng. Tiếp tục đổ quân, bảo thằng Hương điều động con cái buôn rộng và tiến lên, bảo thằng Xuân lên gấp để tiếp ứng. Hương, đại quý tiểu đoàn phó. Xuân, thiếu tá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 23 biệt động quân. Khi cần pháo từ trong các hẻm núi, súng cối từ trong các hang động tiếp tục đổ vào bãi đáp, tiểu đoàn 23 của thiếu tá Xuân và bộ chỉ huy liên đoàn lần lượt đập súng Chu Phao. Khoảng 16 giờ, cuộc đổ quân hoàn tất với tổn thất trung bình, nhưng đã cướp đi mạng sống thiếu tá Nguyễn Văn Tốt, bị một mảnh pháo cắm vào đầu. Chỉ sau một tuần nhậm chức, ông đã từng chiến đấu trên khắp chiến trường miền Nam và Campuchia, và là sĩ quan đầu tiên nằm xuống tại cứ điểm Chu Phao. Tình hình Công Tâm trở nên nguy ngập vì địch bao vây. Ta chỉ còn giữ khu thị xã,
Ông tướng thiết giáp càng nóng nảy khi nhìn ngọn Chu Bao vẫn mịt mù lửa đạn. Quốc lộ 14 dưới chân núi vẫn ngoằn ngoèo lỗ chỗ đạn bom. Chuẩn tướng hai, người anh cả biệt động quân cũng được hưởng lây cái nóng mặt trời Pleiku khi cuộc họp hành quân bất chợt được triệu tập tại căn cứ Playmoron. Trung tá, liên đoàn trưởng và tôi được bốc về tham dự. Đến nay, 40 năm qua, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt lạnh căm và lời huấn dụ của chuẩn tướng hai với trung tá liên đoàn trưởng. Các anh là biệt động quân, các anh không sợ các đơn vị bạn chê cười à? Gần cả tháng trời mà các anh không lấy được Chu Phao, không giải tỏa được quốc lộ. Các anh chỉ có tản thương rồi tiếp tế rồi tản thương. Tôi lệnh cho liên đoàn hai bằng mọi giá phải chiếm cho được Chu Phao để giải tỏa quốc lộ. Trung tá liên đoàn trưởng ngẹn lời, nêu lên những khó khăn trên địa hình địa vật, những hiểm nguy tổng thất hàng ngày phải trả và mời chuẩn tướng lên chứng kiến các cuộc tấn công của liên đoàn. Hai ngày sau, vào một buổi sáng trời nắng trong, CNC của chuẩn tướng hai ghé thăm liên đoàn. Trực thăng vừa đáp xuống triền đồi, chuẩn tướng hai vừa rời khỏi phi cơ thì viên trung úy tùy viên đã bị cánh quạt trực thăng phía sau đánh vào đầu khi vừa bước xuống. CNC vội vã đưa anh về Pleiku nhưng không thể cứu mạng sống của anh được. Đón chuẩn tướng hai, trung tá Tòng thuyết trình tình hình hiện tại của ta và địch. Leo lên một tảng lớn, dùng ống dòm. Chuẩn tướng hai theo dõi cuộc tấn công của các toán thám kích vào các chốt và hang động có địch. L-19 bắt đầu, đang hướng dẫn hai phi tuần Thái Dương bắn phá vào các mục tiêu của địch, theo sự hướng dẫn của liên đoàn. Trong khi đó, các toán thám kích trang bị gọn nhẹ tràn lên tấn công. Họ phải lợi dụng từng hốc đá, thân cây, bò lên các vị trí cố thủ của Việt Cộng. Nơi đây, M-16 không có chỗ dùng vì địch trú ẩn sâu trong lòng núi. Sự yểm trợ của máy bay cũng không hoàn toàn hữu hiệu chính xác do trở ngại địa hình. Lựu đạn M-72, M-79 của ta thi nhau nổ hòa lẫn với tiếng B-40. 57 ly AK của địch. Nhìn từ trên cao, tôi có cảm giác như đang xem một phim chiến tranh mà những người đóng phim dùng ngay mạng sống của mình để diễn. Ai có thể hiểu thấu nỗi nguy hiểm của những người lính vô danh kia khi tử thần đang rình rập họ? Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ cướp đi một hay nhiều sinh mạng. Định mệnh khắc nghiệt chờ đón họ bất cứ lúc nào. Lợi dụng các hầm trú ẩn thiên nhiên, Việt Cộng trong hang không suy xuyển, càng bắn trả dữ dội hơn, pháo địch lại rót nhiều hơn, đá vẫn trơ gan, đạn thù vẫn trúi đều vào các toán thám kích, quân ta bị cầm chân tại chỗ. Vẻ mặt đăm chiêu, chuẩn tướng hai thở dài khi nhìn thấy các khó khăn mà những người lính mũ nâu phải gánh chịu. Im lặng, ông gọi CNC đưa về Pleiku. Đêm 27 tháng 6 năm 72, khoảng 22 giờ, khi tôi đang trực trong liều hành quân, thiếu tá Astrada, cố vấn trưởng liên đoàn, cầm bản đồ chạy sang cho hay sáng sớm ngày 28 tháng 6, sẽ có hai phát B-52 đánh ngay trên đỉnh Chu Phao. Ông ta cho tôi tọa độ hai bót giấy. Sau khi chấm điểm trên bản đồ, tôi hồn phi phát tán, vì mục tiêu B-52 bao trọn các điểm đóng quân của hai tiểu đoàn cùng bộ chỉ huy liên đoàn. Tôi trình trung tá Tòng, ông cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại thiếu tá Astrada. Một lần nữa, ông ta xác định, ban cố vấn quân đoàn 2 vừa gọi cho biết rằng, đúng 5 giờ 50 sáng ngày hôm sau, B-52 sẽ đánh như dự liệu. Lệnh di tản được âm thầm ban hành cho các đơn vị rời khỏi khu vực trú đóng. Các đơn vị trang bị gọn nhẹ, chiến đấu, nhưng phong sâu liều ba lô để lại tại chỗ. Đúng 4 giờ sáng, toàn bộ đơn vị di hành đánh thốc lên đỉnh Chu Phao. Đêm tối mù sương, đoàn quân ma di chuyển tránh lưỡi hái tử thần. Đúng 5 giờ 45, chiếc OV-10 lên vùng, toán cố vấn Mỹ cố gắng liên lạc nhưng vô tuyến hoàn toàn im lặng. Đúng 5 giờ 50, lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng rú của loạt bom B-52 đậu xuống, và tôi không thể nào quên, mặt đất trung lên từng chập như cơn địa chấn. Khối lửa của bom và bụi đất bao trùm khoảng không gian trước mặt. Nhiều tảng đá vỡ vụn đang lăn lóc xuống triền.
Trời sáng dần, nhìn xuống dưới nơi bom đạn rải qua, tôi thấy một cảnh hoang tàn khủng khiếp, không tưởng tượng nổi. Liên đoàn tiến thẳng lên đỉnh Chu Pao, những ổ kháng cự không còn giống như trước. Ngày 29 và 30 tháng 6, khi hai tiểu đoàn 22 và 23 biệt động quân bung rộng sang các ngọn núi chung quanh, địch kháng cự lẻ tẻ và yếu dần, chiếm các cao điểm, đoàn quân dàn xuống lưng chừng núi, quốc lộ 14 chạy dài dưới tầm mắt. Người lính mũ nâu liên đoàn 2 mừng rỡ vì đã giải tỏa được Chu Pao. Tin báo về quân đoàn, những chiếc L-19 và khu trục bay lên bầu trời Chu Pao, không còn phải tránh phòng không của địch, không còn phải oanh kích vị trí nghi ngờ, mà phun khói hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa mừng chiến thắng của Liên đoàn 2 biệt động quân. Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh sau bắt đầu bay lên tặng bộ chỉ huy liên đoàn với hai chai mạt tên, trao tận tay cho trung tá liên đoàn trưởng, nỗi vui không cùng. Ngay chiều 30 tháng 6, từng đoàn quân xa di chuyển trên quốc lộ 14, tiếp tế và trang bị cho công tâm giữa tiếng reo hò của đoàn quân Chu Pao và các đơn vị dọc theo quốc lộ. Đáng nhớ hơn, ngày Liên đoàn 2 biệt động quân giải tỏa Chu Pao 1 tháng 7 1972, cũng trùng với ngày thành lập binh chủng biệt động quân 1 tháng 7 1960. Sau đó Liên đoàn 2 biệt động quân bàn giao vùng hành quân cho Liên đoàn 6 biệt động quân và trở về hậu cứ biển hồ Pleiku, chuẩn bị cho cuộc hành quân Quang Trung 22/8 tái chiếm Tam Quan Bình Định. Cuộc hành quân tái chiếm Tam Quan Bồng Sơn. Sau cuộc hành quân giải tỏa Chu Pao, khai thông quốc lộ 14, mặt trận vùng công tâm Pleiku tương đối lắng dịu. Cộng sản Bắc Việt sau những âm mưu chiếm đất giành dân bị thất bại nặng nề tại các mặt trận An Lộc, Công Tâm, Quảng Trị, lực lượng đã suy yếu rõ rệt, chiến dịch Xuân Hạ 72 của chúng bị tan vỡ. Liên đoàn 2 biệt động quân được di chuyển về hậu cứ biển hồ dưỡng quân, bổ sung quân số và chỉnh đốn các nhu cầu cần thiết. Ngày 18 tháng 7, liên đoàn lại nhận được lệnh tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh trong chiến dịch Quang Trung tái chiếm Tam Quan Bồng Sơn, còn nằm trong vòng kiểm soát của Cộng sản Bắc Việt. Một cuộc hành quân hầu như được báo trước để ta và địch cùng chuẩn bị. Lâu lắm rồi, những con cọp nối mới có dịp về đồng bằng Bình Định. Ngày 19 tháng 7, khu trại gia binh các tiểu đoàn 11, 22, 23 biệt động quân dậy thật sớm. Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị cho cuộc hành quân mới, nhưng cũng không giấu được những vẻ lo âu. 6 giờ, các GMC được phân phối đến các tiểu đoàn trực thuộc. Hôm nay trời nắng đẹp, L-19 bao vùng cho cuộc di quân, trong khi CNC việc phái cho liên đoàn đã sẵn sàng trước sân. Giờ rê, đoàn xe bắt đầu di chuyển theo thứ tự. Tiểu đoàn 11, 22, bộ chỉ huy liên đoàn 23, từ biển hồ vào thành phố Pleiku để theo quốc lộ 19, xuôi xuống đồng bằng. Phố núi vẫn đông đúc với nhịp sống thường nhật, dân chúng bên đường vẫy tay chào đoàn quân mũ nâu đi vào trận chiến mới. Trời phố núi, đèo Mang Giang, đèo An Khê, Phú Phong, An Nhân. Khoảng 16 giờ, liên đoàn dừng quân và tạm trú tại ngã ba cầu Bà Ghi, trong căn cứ cũ của sư đoàn Bạch Mã Đại Hàng. Ngày 20 tháng 7, liên đoàn tiếp tục di chuyển lên hướng Bắc Bình Định theo quốc lộ 1 đến Bồng Sơn, Tam Quan. Tiền cứ được đặt tại Bộ Chỉ huy Trung đoàn 41, Sư đoàn 22 Bộ binh, Trà Quang, Phù Mỹ. Liên đoàn tạm dừng quân phía Bắc Phù Mỹ và đóng quân dọc quốc lộ 1. Tiểu đoàn 11 biệt động quân chiếm các cao điểm dọc quốc lộ phía Nam Đèo Nhông. Tiếp đến, tiểu đoàn 23 biệt động quân và Bộ Chỉ huy liên đoàn. Sau cùng là tiểu đoàn 22 biệt động quân, do thiếu tá Vĩnh Hùng vừa được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng, thấy cố trung tá Nguyễn Văn Tốc hy sinh tại đỉnh Chu Pao. Ngày 21 tháng 7, liên đoàn nhận nhiệm vụ chính thức từ đại tá Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Liên đoàn sẽ phải tái chiếm Tam Quan, Bồng Sơn và khai thông quốc lộ 1 từ đèo Nhông đến đèo Bình Đê, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi.
Ngày 22 và 23 tháng 7, CNC từ phi trường Phù Cát đón Trung tá Liên đoàn trưởng lên quan sát trận địa, chọn bãi đáp và đổ quân, đồng thời trải truyền đơn chiêu hồi kêu gọi các binh cộng sản ra đầu thú. Một cuộc hành quân tái chiếm được báo trước. Trung tá Liên đoàn trưởng phân nhiệm cho các tiểu đoàn trực thuộc như sau. Tiểu đoàn 11, Thiếu tá Ngô Văn Mai, có nhiệm vụ giải tỏa quốc lộ 1 từ Nam Đèo Nhông, Đèo Phù Cụ đến cầu Bồng Sơn, mở rộng và kiểm soát toàn bộ khu vực trách nhiệm. Tiểu đoàn 22, Thiếu tá Vĩnh Hùng, được trực thăng vận xuống Đại Đức tái chiếm Bồng Sơn, Hoài Nhơn, bắt tay với tiểu đoàn 11 hướng Nam và tiểu đoàn 23 hướng Bắc. Tiểu đoàn 23, Thiếu tá Trịnh Thanh Xuân, được trực thăng vận tái chiếm Tam Quan, sau đó cho phối trí lực lượng tiến chiếm đồi 10, đồng thời bung rộng ra hướng biển Tam Quan - Cửu Lợi. Ngày 24 tháng 7, cuộc hành quân bắt đầu. Các đơn vị đã sẵn sàng vào cuộc. Bãi đáp được chọn là khu Mã A Sầu, khu nghĩa trang của một gia tộc người Hoa, để tránh thiệt hại nhà cửa ruộng vườn. Nơi đây, dân chúng còn kẹt lại trong vòng gần 3 tháng, dưới sự kiểm soát của Cộng sản. Khoảng 8 giờ, hải pháo Hoa Kỳ ngoài khơi biển Tam Quan được sử dụng tối đa để yểm trợ hậu giảm thiểu thiệt hại khi đổ quân. Toán tiền sát viên Hoa Kỳ biệt phái cho liên đoàn được toàn quyền sử dụng hải pháo khi có nhu cầu. Khu trục và trực thăng vũ trang dọn sạch bãi đáp, phá hủy tháp nước trong khu Mã. Khoảng 9 giờ, hai đại đội đầu tiên của tiểu đoàn 23 Việt động quân được trực thăng vận vào vùng từ hướng biển, bay sát trên rừng dừa Bạc Ngàn để tránh phòng không và xuống mục tiêu đã định. Khi những chiếc trực thăng đầu tiên vừa xuống, hàng loạt đạn pháo của địch nổ dồn trên bãi đáp, vẫn không cản được bước tiến của đoàn quân Mũ Nâu. Trực thăng chưa chạm đất, những người lính đã rời khỏi tàu, tiến sát vào rừng dừa, chiếm các cao địa. Trực thăng vũ trang cố gắng tìm kiếm và thanh toán pháo địch. Dân chúng Tam Quan cũng bắt đầu xông trận. Không sợ pháo và đạn thù, họ ùa nhau lên những chiếc trực thăng vừa đổ quân, mong được bốc ra khỏi vùng lửa đạn. Lính bị thương, dân bị thương, nhưng họ vẫn không nản lòng và chùn bước. Những ông bà, cụ già, những phụ nữ, trẻ em mang tất cả gia sản còn lại trên lưng, cố gắng chen chúc nhau lên trực thăng để được trở về vùng tự do. Hai đại đội đầu đã tiến sâu vào rừng dừa, chiếm nhà thờ của dòng họ. Chỉ có những cuộc chạm súng lẻ tẻ. Trước áp lực của quân ta, địch đã bỏ chạy và rút đi. Hai đại đội sau và bộ chỉ huy tiểu đoàn bung rộng ra hướng quốc lộ xuôi về hướng Nam, chiếm những cao ốc hai ven lộ. Những lá cờ vàng, ba sọc đỏ tung bay trở lại trên đường phố Tam Quan. Sau gần 3 tháng xếp mình, một số dân chúng đã ở lại với đoàn quân mừng vui kể chuyện tháng ngày qua tạm sống dưới nanh vuốt của Cộng sản. Tiếp đó, tiểu đoàn 22 được trực thăng vận xuống Đại Đức, cũng chỉ gặp sự kháng cự lẻ tẻ của địch. Tiểu đoàn tiến quân lên Bắc, bắt tay với tiểu đoàn 23 đổ quân về Nam, giải tỏa quận lỵ Bồng Sơn, Hoài Nhơn với những tổn thất không đáng kể. Tiểu đoàn 11 cũng hoàn thành nhiệm vụ khai thông quốc lộ, đánh bật các chốt ở đèo Nhông và đèo Phù Cụ, kiểm soát cả vùng Dương Liễu và bắt tay với tiểu đoàn 22 ở hướng Bắc. Cuộc hành quân trực thăng vận tái chiếm Tam Quan Bồng Sơn và khai thông quốc lộ 1 thật nhanh chóng và thành công ngoài dự liệu. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Liên đoàn 2 biệt động quân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ngày 25 tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2, Đại tá Phan Đình Niệm, Tư lệnh sư đoàn 22, Đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2, và Đại tá Tiểu khu trưởng Tiểu khu Bình Định, cùng phái đoàn báo chí truyền thanh truyền hình quân đội xuống thăm liên đoàn và dân chúng, sống vang quốc lộ 1, đăng tải tin tức chiến cuộc và đã ca ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài viết đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Mũ Nâu Trần Tấn Đổm và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.